Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung cuộc sống ăn chơi xa xỉ của cô gái Nguyễn Hồng Nhung mà đang gây hot cả cộng đồng mạng, người đã bị nhiễm COVID-19, người thứ 17 có cuộc sống như thế nào sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Như tối ngày 6 tháng 3 thì thông tin bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam đã mắc bệnh COVID-19 đã gây bão mạng xã hội. Vậy cô gái này là ai và có nhân thân như thế nào sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Vào tối ngày 6 tháng 3, các ban lãnh đạo cấp cao đã mở cuộc họp khẩn cấp tại Hà Nội sau khi phát hiện một cô gái sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội có kết quả dương tính với COVID-19, đã từng tiếp xúc với nhiều người trong một thời gian gây bão mạng. Trong chỉ vòng chưa đầy một tiếng, danh tính cô gái người Việt Nam đầu tiên bị mắc COVID-19 đã được dân mạng săn rùng là ngài. Cụ thể, đó chính là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang làm quản lý của một khách sạn của một gia đình tại phố Trúc Bạch ở Hà Nội. Được biết, trước khi phát hiện kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Nguyễn Hồng Nhung đã đi du lịch tới những vùng có dịch bệnh như Ý, Pháp, Anh, gặp gỡ và tiếp xúc rất nhiều người thân. Và cụ thể đó là, mặc dù từng đi du lịch ở một số nước có dịch COVID, nhưng khi trở về nước, Hồng Nhung đã ém đi thông tin này, thậm chí cô còn ung dung đi bar, đi chơi một số nơi tại Hà Nội. Và cũng như thông tin được mọi người lan truyền, trước đó chị gái của Nhung là Nguyễn Hồng Nga cũng phát hiện dương tính với COVID-19 nhưng đang điều trị và cách ly tại nước ngoài. Đó. Hồng Nhung sinh ra trong một gia đình giàu có nên cuộc sống thường ngày của cô cũng rất là xa xỉ. Bên cạnh những món đồ hàng hiệu đắt tiền mà cô thường xuyên chứng diện thì Hồng Nhung còn thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng. Trên trang Facebook của mình, cô thường xuyên khoe những bức ảnh check-in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như những bữa tiệc sang chảnh khiến nhiều người phải trầm trồ và ghen tị. Ngoài ra, Nhung cũng được biết đến là một rich kid nổi tiếng tại Hà Thành. Chỉ trong vài tiếng, cái tên Nhung cũng là đà từ khóa đứng hàng đầu bảng tìm kiếm. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra rất tức giận về sự thiếu hiểu biết cũng như liên lụy đến bao nhiêu người. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chửi bới cô. Và nhiều người đã chửi như vậy. Và hôm nay cô đã điều trị và hiện tại là tình hình của cô là giống như đã ổn định rồi, nhưng mà cảm thấy còn buồn và cảm thấy sốc khi nhiều người nói mình quá nặng nề. Và qua đây các bạn thấy ý kiến của các bạn như thế nào? Còn riêng tôi, cái này ý kiến tôi thôi nha, có gì thì các bạn bấm. Coi như người ta cũng không muốn là mình bị bệnh, nhưng mà nếu như ý thức tốt, tự cách ly thì sẽ tốt. Còn bây giờ cái chuyện gì nó qua rồi thì thôi cho qua đi. Mọi người đừng nên soi mói hay bóc mẻ của cô gái này nữa. Rồi 14 ngày rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Hiện tại sức khỏe cô ấy cũng đã ổn định rồi, không còn mệt mỏi như lúc trước nữa. Rồi cảm ơn các bạn. Còn ý kiến của các bạn như thế nào thì cứ bình luận vào phần bên dưới nè, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau mà thảo luận. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.